kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị và bà con, khí hậu khắc nghiệt và nền đất nghèo dinh dưỡng là những đặc thù rất riêng của vùng đất miền Trung của nước ta. Bước vào vụ đông xuân 2021-2022, bà con miền Trung lại phải đối mặt với nhiều thách thức về thời tiết và giá vật tư đầu vào tăng cao. Người nông dân sẽ cần phải làm gì để vượt qua thử thách, sản xuất thắng lợi vụ lúa quan trọng này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi ngay sau đây. Những ngày này, cả nước và vùng Trung Bộ đang bước vào vụ đông xuân 2021-2022. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ, hiện tượng ENSO được dự báo mật độ bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong những tháng cuối năm nhiều hơn trung bình nhiều năm và có khoảng 3-4 cơn ảnh hưởng tới đất liền khu vực Trung Bộ. Vì vậy, ngay từ đầu vụ, toàn vùng cần linh hoạt thời vụ sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 để né bão lũ, tránh hạn. Cùng với những khó khăn của thời tiết thì giá vật tư đầu vào tăng cao cũng làm tăng gánh nặng lên người làm lúa. Và trong lúc chờ các ngành chức năng có giải pháp để bình ổn giá phân bón thì người nông dân nơi đây đã chủ động áp dụng các biện pháp canh tác lúa thông minh, giảm lượng giống gieo xạ, tăng hữu cơ, giảm lượng phân bón, bảo vệ thực vật trên đồng ruộng nhằm tiết giảm tối đa giá thành sản xuất mà vẫn đảm bảo năng suất cuối vụ. Phải thể làm xả thưa và phải cần bón lót lúc ban đầu và cả cái chu kỳ thì chăm sóc lên đồng ruộng thì cái giai đoạn nào cần xịt thuốc thì mình mới xịt. So với khí hậu thời tiết của miền Trung là nắng mưa khắc nghiệt như thế này thì dịch bệnh nó dễ chậm nợ. Theo tôi là đầu tư cho cái canh tác hữu cơ thì nó tạo cái sự hấp thu trong đất là nó ít, cái thứ nhất là ít mất về cái lượng phân bón trong đất, cái thứ hai nữa là cái lá lúa là luôn luôn là thẳng đứng và nó cân đối hơn, nó không thừa được lượng đạm ra, do đó mà sâu bệnh lại bị ảnh hưởng hơn. Theo Cục Trồng Trọt, với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, những diện tích chủ động nguồn nước cần bố trí thời vụ xuống giống đại trà tập trung từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, không gieo muộn hơn sau ngày 10 tháng 1 năm 2022 và thu hoạch trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Riêng chân 3 vụ lúa Bình Định gieo xạ từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2021, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ gieo xạ từ ngày 15 tháng 11 và kết thúc trong tháng 12 năm 2021. Vùng trũng thoát nước kém, tranh thủ nước rút đến đâu xuống giống đến đó, phấn đấu gieo xạ trước ngày 10 tháng 1 năm 2022. Đối với những diện tích nước rút quá chậm sau ngày 10 tháng 1 năm 2022, có thể gieo mạ cấy để tranh thủ thời gian và rút ngắn sinh trưởng, lúa trổ bông sớm. Về cơ cấu giống, các tỉnh căn cứ tình hình từng địa phương cần khuyến cáo cơ cấu giống lúa phù hợp, tuy nhiên cần đẩy mạnh sử dụng cấp giống xác nhận, giống ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng khá, cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu khô hạn tốt. Bên cạnh yếu tố thời vụ và cơ cấu giống, các địa phương cần tập trung chỉ đạo gói kỹ thuật 1-5-giảm đồng bộ, tăng cường bón lót phân hữu cơ, sử dụng các dạng phân ure chậm tan để chống thất thoát đạm. Hiện nay trên thị trường các sản phẩm phân bón chuyên dùng lúa cho đồng đất miền Trung của các đơn vị phân bón uy tín như Đầu Trâu 997 Trung Vi Lượng, 998 Trung Vi Lượng, 999 Trung Vi Lượng đã được nghiên cứu cải tiến bổ sung các thành phần Trung Vi Lượng, trong đó tăng hiệu quả sử dụng phân bón với hoạt chất Agroten, ngăn chặn sự mất đạm. Khi bón ở giai đoạn đầu giúp lúa ra rễ mạnh, đã nhánh khỏe, tăng số bông, bón ở giai đoạn đón đồng giúp lúa có đồng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt, tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận. Đồng thời, vi lượng kẽm thông minh Smart Genes được bổ sung trong phân bón này sẽ giúp cường sức cho cây lúa, tăng khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi, khắc nghiệt của thời tiết và chỉ tan khi cây cần, vì vậy sẽ hỗ trợ tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm chi phí cho nhà nông. Áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác thông minh, trong đó có sử dụng quy trình bón phân dòng phân bón chuyên dùng lúa theo quy tắc 4 đúng sẽ giúp bà con thích ứng với tình hình giá phân tăng cao như hiện nay. Địa phương mình là cái chất đất này nó phù hợp với lại thân 97, 98, 99 là nó phù hợp nhất. Cây lúa là nó nở, là màu cũng là chất lượng, màu xanh, rất đẹp. Đối với khu vực miền Trung là cái vùng rất là đặc biệt, thì có điều kiện nắng nóng và cũng rất là đặc biệt. Và trong thời gian qua, từ rất lâu thì công ty cổ phần Phân Minh Điền đã cung cấp cho bà con những sản phẩm phân bón cũng rất là phù hợp, và đến thời điểm này bộ sản phẩm này chúng tôi vẫn tăng cường tiếp tục bổ sung những hoạt chất Agroten và có hoạt chất gia tăng cái hiệu suất sử dụng phân lân.
để giúp cho cái việc canh tác của bà con ngày một hiệu quả, thích ứng với tình hình mà thời tiết biến đổi. Đặc biệt thì bộ sản phẩm này nó không giống như ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bộ sản phẩm này nó có 3 sản phẩm. Một sản phẩm giai đoạn là cây con, tức là giai đoạn 7-10 ngày là đầu trâu 9-7. Và đầu trâu 9-8 thì sử dụng cho giai đoạn đẻ nhánh là 18-22 ngày. Và đầu trâu 9-9 thì dùng để đón đồng vào giai đoạn 40-45 ngày. Và gần đây nhất, để đáp ứng cái nhu cầu mà phát triển cũng như là cái sự mong đợi của nhiều bà con mà gia tăng cái hiệu suất của phân đạm, hoặc là một số bà con sử dụng cái máy để bón, để phun hạt, thì chúng tôi cũng đã cung cấp cho những cái vùng này hai sản phẩm mới NPK 20-15 năm, sử dụng cho hai giai đoạn, giai đoạn 7-10 ngày và giai đoạn 18-22 ngày. Thì đây là sản phẩm dạng hạt, được bổ sung đầy đủ các chất, đặc biệt là bổ sung thêm các vi lượng. Như chúng tôi nói là cái vi lượng sẽ mắc kẽm hiện nay rất là tốt, giúp cho các cây trồng hấp thu các dinh dưỡng rất là tốt. Thì những sản phẩm này chúng tôi được bổ sung những vi lượng như vậy để giúp cho cái lúa hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Và như vậy thì quá trình thụ phấn của cây nó sẽ tốt hơn, đảm bảo năng suất cho cái vụ ở khu vực miền Trung chúng ta. Để canh tác lúa vụ đông xuân 2021-2022 đạt hiệu quả, tiết giảm chi phí sản xuất, trong đó đáng kể nhất là chi phí giống, phân bón và quản lý dịch hại, mà vẫn đảm bảo năng suất, lợi nhuận, các nhà khoa học khuyến cáo bà con nên áp dụng quy trình canh tác lúa thông minh, làm đất kỹ, giảm lượng giống gieo sạ, không phun thuốc bảo vệ thực vật trước 40 ngày sau sạ, kết hợp bón phân thông minh cho ruộng lúa. Cụ thể, bón lót trước khi gieo sạ để bộ rễ lúa phát triển khỏe ngay từ đầu. Bón phân chuồng hoai mục 10 tấn trên 1 hecta. Bón phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng 1 tấn trên 1 hecta. Đợt 1 từ 7 đến 10 ngày sau khi gieo sạ, bón phân đầu trâu 997 trung vi lượng, lượng bón 100 đến 100 kg trên 1 hecta. Đợt 2 từ 18 đến 22 ngày, bón phân đầu trâu 998 trung vi lượng, lượng bón từ 100 đến 150 kg trên 1 hecta. Đợt 3 bón phân đón đồng, bón phân đầu trâu 999 trung vi lượng, lượng bón từ 100 đến 120 kg trên 1 hecta. Thưa bà con nông dân, theo dự báo, tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong những tháng cuối năm sẽ ở mức cao hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm, cho nên việc gieo sạ các trà lúa sớm cần cập nhật thường xuyên thông tin khí hậu, thời tiết. Đảm bảo an toàn cho việc gieo sạ, tránh trường hợp mưa lũ gây thiệt hại phải gieo sạ lại nhiều lần, bà con cũng cần phải chú ý sử dụng phân bón thông minh, đúng cách để giúp cây lúa miền Trung vượt qua những khó khăn, mang lại mùa vụ bội thu như ý. Đối với đồng đất miền Trung, theo tính toán của các nhà khoa học, phân bón thường chiếm 50% chi phí sản xuất mùa vụ và phân bón là thức ăn chính của cây lúa. Nếu cắt bớt khẩu phần ăn này không hợp lý sẽ dẫn đến thất mùa, không có lợi nhuận. Do đó, việc tiết kiệm phân bón bằng cách cắt giảm lượng bón đòi hỏi nhà nông phải hiểu biết, thận trọng tính toán chi tiết mới mong sản xuất thành công. Giải pháp tốt nhất hiện nay để ứng phó với tình hình giá phân bón tăng vẫn là bón phân cân đối theo quy tắc 4 đúng. Cái vụ đông xuân là một cái vụ cho năng suất là chúng tôi đánh giá là có thể cao nhất trong cái đất miền Trung, vì nó có một cái thời tiết nó hơi lạnh và nó kéo dài thời gian sinh trưởng và có ánh nắng nhiều, thành ra là có khả năng là cường độ quang hợp nó tốt đó, thành ra là nếu canh tác tốt thì vụ lúa đông xuân cho năng suất có thể 8 tấn tới 10 tấn một hecta. Thành ra bây giờ bà con phải lưu ý gì vấn đề canh tác vụ lúa đông xuân? Chúng tôi xin đề nghị việc thứ nhất là phải chuẩn bị đất cho thật là tốt. Đất miền Trung thì bà con biết rồi, phải cài bừa trục trặc, rồi phải phơi ải, rồi vệ sinh đồng ruộng, phải xẻ rãnh đó, rồi bón lót. Cái phân bón lót là rất quan trọng, trong đó bón lót bằng lân, bón lót bằng các chất hữu cơ đó. Đặc biệt dân miền Trung là phải ủ phân chuồng quay mục để bón khoảng 500 kg cho một gọi là một công một sào miền Trung đó. Đó, tức là như vậy là khoảng 10 tấn một hecta. Nó phân chuồng quay mục. Đó để tạo cái tiền đề cho cái việc mà cái rễ nó ăn sâu và nó đẻ nhánh tốt và về sau nó hấp thu dinh dưỡng tốt. Ba đợt bón phân chính là đợt 1 10 ngày, đợt thứ hai 20 ngày và cái đợt đón đồng thì có thể sử dụng phân đơn ure DPK hoặc có thể sử dụng cái phân gọi là phân NPK mà chuyên dùng. Và trong cái chi phí sản xuất lúa đó
của miền Trung đấy, thì chúng tôi đánh giá là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chiếm tổng chi là 50%. Và với cái tình hình giá phân ure lên trên 800.000 đồng một bao 50 kg, giá phân DB trên 1.2 triệu một bao 50 kg, tình hình nó quá căng. Thành ra chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân là bón hết sức là đúng theo bốn đúng đó. Bà con biết rồi, đúng liều lượng, đúng thời kỳ, đúng lúc, đúng cách đó. Và đặc biệt là những cái loại phân nó quá mắc đó thì bà con chuyển qua bón những loại phân mà giá nó phải chăng hơn. Thí dụ có thể bón lân nung chảy đó, hoặc lân súp be, bón lót. Rồi bà con có thể là bón phân chuyên dùng NPK mà ở cái mức giá hiện nay chúng tôi đánh giá là so với lại là UTDB thì có tăng nhưng mà tăng nhẹ đó. Do đó là bà con phải quan tâm đến, thứ nhất là lựa chọn những loại phân bón phù hợp trên đồng đất miền Trung nhưng mà giá cả nó hợp lý hơn. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai đó, chính nông dân là phải làm sao tạo điều kiện cho cái rễ đằng sau nó phát triển tốt ngay từ đầu. Tại vì cái bộ phận rễ là nó hấp thu dinh dưỡng vào nước, do đó là phải làm rất kỹ, phải xẻ rãnh để thoát nước, rồi phải có những cái cách để mà dẫn nước, mỗi lần bón phân là phải dẫn nước lắp sắp vào. Và các nhà khoa học thường nói là cái việc mà cài ải rồi phơi đất đó, thì nó tạo nên cái sự khoáng hóa các chất hữu cơ và cung cấp dinh dưỡng cho đất. Thành ra cái việc cải tạo đất đó, đặc biệt là cái cài ải phơi đất khoáng hóa chất cơ, nó rất cần thiết để giải phóng, thứ nhất là kali trong đất, rồi giải phóng các chất đạm trong đất. Quý vị biết là cái hàm lượng hữu cơ đất miền Trung dù nó cũng không cao, nhưng mà khi mà chúng ta siết nước giữa vụ từ 30 ngày tới 40 ngày thì nó cũng giải phóng các chất đạm dễ tiêu trong đất cho cây dùng. Thành ra những cái biện pháp canh tác đó, luân canh, canh tác, giãn vụ, cách vụ, nó cũng tạo điều kiện cho đất nghỉ, nó phục hồi đất, phục hồi cái hệ vi sinh vật trong đất và nó tăng hiệu quả của phân bón. Và cái thứ ba, chúng tôi khuyến cáo là sử dụng những loại phân bón mà có áp dụng hàm lượng công nghệ cao. Thí dụ như là cái hoạt chất AE tức là Acroten chống thất thoát đạm, hay là cái Aveo chống thất thoát phân lân. Gần đây thì có cái SmartGene tức là cái kẽm thông minh được trộn vô trong các loại phân, nó giúp cho cái việc tăng cường quang hợp, giúp cho cái lá lúa xanh bền, xanh sáng, xanh lâu và giúp cho việc tăng năng suất, và nó cũng giảm được những cái bệnh. À, quý vị biết là kẽm là một nguyên tố cũng rất đặc biệt, có thể giải quyết được hai bài toán, vừa tăng cường quang hợp nhưng mà vừa khống chế được một số nấm bệnh, thành ra là giúp cho cái việc phát triển cây lúa nó rất là hợp lý. Do vậy vấn đề sử dụng những cái phân bón và những cái chất để mà giúp cho tăng cao cái sức đề kháng cây lúa, nâng cao sức khỏe của đất đó, thì đều rất là quan trọng. Và đặc biệt gần đây công ty cổ phần phân bón Bình Điền có những cái sản phẩm mà đưa ra là các chất có hàm lượng công nghệ cao, trong đó có AA, Acroten, Aveo, trong đó có SmartGene. Và về trung lượng thì chúng tôi đánh giá rất cao là Silic. Silic sẽ giúp cho những điều kiện khắc nghiệt đó, để giúp cho cây lúa hạn chế bốc thoát hơi nước, lúa cứng cây và ít đổ ngã, giảm bớt cái sự tấn công của cái dịch hại sâu bệnh. Bà con có thể sử dụng một cách hợp lý. Tổng cộng quy trình bón phân đầu trâu chúng tôi cho rằng ở cái mức khoảng chừng 80 cho tới 90N, nhưng mà hiệu quả nó bằng với bà con bón phân đơn lên tới 100 tới 110N trên đất miền Trung. Điều đó chứng tỏ rằng sự cân đối NPK trung lượng vi lượng nó mang đến hiệu quả rất là cao cho cái việc sản xuất lúa, giúp tiết kiệm chi phí, đạt được năng suất và chất lượng, và đồng thời bảo vệ cái độ phì nhiêu của đất.